Em ở Quảng Ninh mà. Sau đây sẽ là bài nhạc chế á. À, cái gì nhỉ? Mình đợi sinh viên. Mời mọi người cùng lắng nghe. Cuộc đời anh sinh viên hết tiền nhà lại nghèo, mà em cứ đòi hỏi nhiều, không có cho em nên anh đành phải hứa hẹn rằng 5 năm nữa ngày đó anh mới có tiền. Ở nhà cha biên thư gắng học để thành tài, ngày sau có việc mà làm cố gắng nên còn đòi chúng nó học hành tuy gian khó, ngày sau mới có việc làm. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Rồi cho anh số điện thoại em được không? Nick Facebook của em là Nguyễn Thị Thúy nhá. Em á, em mới 23 tuổi rồi. Cảm ơn mọi người nhá. Chào Thúy. Chào anh Đông Tiền Tỷ. Ồ, em ở Hà Nội mà. Sau tất cả mọi người có thể tăng sao cho em đúng không ạ? Lúc này đổi mới lên 2 sao đi mọi người. Đúng rồi đấy. Mọi người phải nhiều người xem với cả mọi người tặng quà em thì em mới có động lực để mà livestream. Vừa nãy lúc đầu em live kiểu không ai xem ấy, thì em chán thực sự luôn đấy. Nhưng mà bây giờ em thấy rất là nhiều người xem. Nhưng mà
Em mới đến làm idol mới này, có gì đấy thì mọi người bỏ qua cho em nhé. Tại vì em cũng không hay xem mọi người đây la đi vào ấy. Hay là em cũng ở sinh viên cho em cho nó thay đổi không khí một tí. Em ở Quảng Ninh nhưng mà bây giờ em đang làm việc tại Hà Nội. Con đường xưa em đi. Em thì mọi người thích bài gì có comment để em sẽ hát cho mọi người nghe. Bài gì em không hát được, không đánh được thì em sẽ cố gắng hát cho mọi người nghe. Em cảm ơn mọi người nha. Hôm nay buổi đầu tiên em livestream và thấy mọi người rất là yêu quý em. Em cảm thấy rất là vui. Ok, tí nữa em sẽ hát bài giống hát bây giờ em hát bài đắp bụng tình nhá. Thank you.
theo cuộc đời. Đàn hát thoải mái em thích nhất. Cái gì đấy? Rồi Tấn Bích. Ê, sao biết? Tớ học chị ấy. Thôi. Ok, giữ ấy. Em là chị của đứa đây, đứa đây. Ừ. Đúng. Thằng chị sao? Ồ, Tấn à? Thì Tấn là Thanh Hóa đúng không? Nick fake của tớ là Nguyễn Thị Thúy. Vâng, ok. Để hát bài gió vẫn hát đi. Không hiểu cả bơm. Chẳng khác gì cả, thế luôn. Nghe chị đàn. Nghe thế không? Nghe to. Anh đang học tiếng. Thương thì to đến.